Dạ em có gia đình rồi anh. Thấy chưa, nhưng mình cũng đã biết có gia đình rồi. Dạ. Ở vợ mấy năm? Dạ, em kết hôn sống được 10 năm. Năm nay cháu mới 15 tuổi. Vợ với ai? Mời nhà trai. À, rồi, mời em ngồi. Xin chào. Mời nhà gái. Thôi bây giờ em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Hồ Thanh Tuấn. Hồ Thanh Tuấn, sinh năm mấy? Em sinh năm 77. Tuấn ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương, Tuấn làm gì? Em môi giới bất động sản. Rồi, mời nhà mời gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Và bạn trai bên đó. Và em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào ai, chào có mình anh. Em tên, họ tên đầy đủ của em là Đào Thị Oanh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang ạ. Hiện em đã định cư và sinh sống lập nghiệp tại Sài Gòn ạ. Dạ. Bạn Oanh là sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1985. Dạ. Oanh làm công việc gì? Dạ công việc của em là công việc tự do. Em đang làm quản gia và kiêm luôn chăm sóc luôn một nhà vườn nhỏ cho một người thân ruột trong gia đình luôn ạ. Dạ. Chăm sóc nhà vườn này kia em hả? Dạ. Giỏi vậy hả? Rồi, mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cho bạn gái nghe đi Tuấn. Em làm việc gì thì cũng nhanh lẹ hết. Nói chung thì tánh của em là mau gọn lẹ. Tặng ngang mấy mét, dài mấy mét, giá nhiêu ok. Rồi, còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì tánh của em thì dạng là em thương người nhiều quá rồi, hay giúp đỡ người á rồi. Có ai lừa em không? Dạ cũng có nhiều anh. Đó, cái đó là khuyết điểm của em. Mời nhà gái. Ưu điểm của em là em mạnh mẽ, dứt khoát, năng động, nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc ạ. Dạ, hơi kỹ tính, sạch sẽ. Làm cái công việc mà gọi là quản gia mà bao quát hết cả một cái vườn mấy trăm mét vuông thì chắc chắn là phải kỹ tính. Dạ, 7.000 mét vuông. À, 7.000 mét vuông. Mình em quản lý. Trời ơi. Ở đâu vậy em? Dạ, em ở Củ Chi, em ở Nhuận Đức ấy. Củ Chi hả? Dạ. Trên đó đất rẻ không? Dạ. Đó là của em gái em mua cách đây cái chục năm rồi, bây giờ mắc lắm ạ. Bữa nào Tuấn lên đó môi giới trả xác em à. Xác lên đúng không? Em băng cái xong qua tới. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì ạ? Sợ khuyết điểm của em thì em dễ tin người. Trời ơi, bên kia cũng dễ tin người. Hai đứa ở dễ tin người và xúc động, dễ mắc nước mắt. Dạ em sống về nội tâm tình cảm. Trời ơi, hai người... đứa tự tin nhau đi hay nhất á. Chút mở rào ra tự tin nhau tự đi. Tự tin luôn đi cãi đó. Đó, vậy đi. Cho dạ, nó chào nhà trai. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Em nhiều lắm chị. Tuổi này là không có yêu đâu, giờ có vợ chưa nè? Dạ, em có gia đình rồi anh. Thấy chưa, nhìn tuổi này biết có gia đình rồi. Dạ. Ở vợ mấy năm? Em kết hôn sống chung 10 năm. 10 năm sống chung? Dạ. Có mấy người con? Dạ, hai cháu. Lớn là nhiêu Tuấn? Nay nó 20 à. 20 lớn rồi đó. Rồi đứa nhỏ? Dạ, 15. Trai gái hả? Đầy đủ. Dạ, đầy đủ anh. Đứa lớn là gái hay trai? Dạ lớn trai. Lớn trai, nhỏ gái đúng không? Dạ. Và hai đứa nhỏ ở với ai? Dạ ở bên mẹ. Ở bên mẹ, vậy em ở con mình? Dạ em ở con mình. Nhưng mà em hỏi thiệt anh là trong cái cuộc hôn nhân của mình để mà dẫn đến cái câu chuyện mà phải dừng lại thì anh có nhận thấy rằng bản thân mình có sai sót ở cái chỗ nào không? Dạ có nhiều lắm chị, nên giờ rút kinh nghiệm. Ví dụ nếu lần sau có là mình sẽ không có để nói ra để mình ví dụ nhà mình gái là biết là đi lộn thì mình hay nóng tính á, thì mình không kìm được cảm xúc thì nó sẽ mâu thuẫn nó to hơn, mọi chuyện nó sẽ xảy ra lớn hơn. Trong cãi nhau em nóng tính cãi nhau thì mình không nhịn được, bây giờ mình tánh mình lớn thì mình nhịn được. Thì hay những lúc đó mình suy nghĩ cho mình không suy nghĩ người ta, mình không biết cảm xúc người ta như thế nào. Giống như ai nói nặng mình đi, mình chỉ nghĩ cảm xúc của mình. Nhưng mình nghĩ sao người ta nói nặng mình hay có chuyện gì đó thì mình hiểu, mình thông cảm thì nó hết. Đúng. Còn lúc trước thì mình chưa có hiểu được vậy. Nhà gái bên là... nhà gái nghe rõ chưa? Nhà gái nghe hết chưa ạ? Dạ, anh có nghe. Rồi, còn mình thì sao ạ? Mình có chuyến đò nào chưa hay là mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa được kết hôn một lần nào ạ. Dạ. Em chỉ có một mối tình duy nhất, lúc đó em 25 tuổi. Quen và kết thúc cũng trong vòng 4 năm ạ. Dạ, em chào anh ạ. À, em gái. Em kết thúc lúc đó con em 1 tháng tuổi ạ. Trai hay gái? Dạ cháu trai. Năm nay cháu 15 tuổi. Rồi giờ ở với ai? Với em ạ. Tại sao mà mình chỉ có mới gặp nhau, yêu nhau và chỉ có 1 năm thôi là mình... Dạ chỉ có 1 năm thôi, trong tìm hiểu thì anh đó lừa dối em.
Rồi đến lúc con em sanh được một tháng thì em nói đến cái chuyện mà kết hôn để làm giấy khai sinh cho con em. Thì là anh đó nó có vợ. Hay là em vẫn chưa đăng ký kết hôn? Thà là không có cái gì hết, mình chia tay rất là nhanh gọn lẹ. Bao lâu rồi em? Dạ em chia tay lúc con em 1 tháng tuổi, tới nay là 15 năm rồi ạ. Anh ấy có vợ và có 2 con rồi ạ. Rồi em có thêm một... Dạ không ạ. Từ đó em chưa quên ai. Em hận đàn ông hả? Có hận luôn hả? Hận chứ. Nó ăn sâu vào tâm thức luôn rồi. Mới lớn lên mà đã bị gạt vậy rồi. Thôi em ơi, nói chứ cũng đàn ông cũng nhiều người tốt lắm em. Chứ không phải ai cũng xấu đâu. Nhưng mà em bản lĩnh đó, 15 năm qua là một mình nuôi con luôn. Dạ, dạ. Bản lĩnh đó. Thôi bây giờ mình lại mở lòng đi. Biết đâu mình có một người để có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ, vui buồn trong cuộc sống ha. Với lại cũng còn trẻ mà em. Rồi bây giờ là Oanh muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Dạ em muốn có một người đàn ông bản lĩnh, có một sức khỏe tốt, một công việc ổn định, sống có đạo đức, có trách nhiệm với gia đình ạ. Được, rất là hợp lý luôn. Dạ mấy cái đó em có. Dạ mấy cái đó em có. Có. 80%. Có không? Có chứ anh. Rồi còn nhà trai thì sao? Mong muốn có người phụ nữ như thế nào ạ? Dạ em thì cần một người phụ nữ là chung thủy, chăm sóc gia đình cho nó có hạnh phúc thôi. Cô là chung thủy rồi đó, cô kia chắc chắn luôn á. Người ta xinh đẹp nha, cô bên kia xinh đẹp đó, cao ráo. Mà ta còn chung thủy một mình, ta nuôi con 15 năm nay đó, là không bao giờ người phụ nữ đó lăng nhăng rồi đó. Chắc chắn luôn á. Rồi thôi bây giờ chúng ta gặp người thân đi, nhà trai đi với ai ạ? À, hai đứa em, chị. Dạ. À, đứa áo trắng áo đen ngồi đấy. Xin chào anh chị ạ. À. Rồi chào đại diện nhà trai. Dạ thì anh Tấn thì ông ảnh thì cũng vui vẻ và nhiệt tình và hài hước. Chị thì em thấy chị rất là xinh, khá là ngọt ngào. Em xin cái sự ngọt ngào đó cho anh Thi tìm hiểu và khám phá ạ. À. Cảm ơn nhà trai. Dạ, cảm ơn em. Nhà gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với người cô của em. Dạ. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ em xin biết. Chào MC Quỳnh Linh và Ngọc Lan ạ. À. Dạ. Cháu cũng sống với lại gia đình em cũng rất là lâu rồi. Bản chất là một cô bé rất là tốt và rất là thương người. Nhưng mà cũng giống như bạn trai ở bên đây là có một cái tính rất là tin người nên đâm ra là bị lừa. Đó thì cũng qua cái chương trình cầu nối là bạn muốn hẹn hò thì cháu cũng muốn tìm được một người đồng hành cùng với mình trong cái quãng đời coi như là tiếp theo. Nếu như mà hợp tình, hợp tính, hợp ý mà cũng có thể tiến được đến với nhau thì rất là tốt. Và cô cũng mong cháu sẽ tìm được hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn dạ. Bà cô xinh đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho nhà trai và nhà gái gặp gỡ nhau. Mở rào. Chào em. Lần đầu gặp em, anh có món quà tặng em để làm kỷ niệm nhé. Em cảm ơn anh ạ. Tặng gì mà tú có thể em cho biết được không? Cho anh cái bình hoa để chưng bông. Tặng mấy bình hoa hả? Dạ. Bình hoa của sớm em làm kỷ niệm ha. À, gớm tặng anh luôn. Gớm sứ đó hả? Dạ không phải gớm sứ anh. Sơn mài mỹ nghệ. À sơn mài mỹ nghệ hả? Dạ, em tặng rồi. Anh Linh cái này. Cảm ơn em nha. Dạ. Tuấn nha. Chị Lan cho em tặng chị. Dạ cảm ơn nhà trai. Dạ cảm ơn chị. À, chào em. Không biết mua gì, em có món quà nhỏ tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Tặng anh cái dây lưng ạ. Cảm ơn em. Đấy, chào anh ạ. Anh thấy em thế nào ạ? Một người phụ nữ hiền lành vậy. Dạ. Hiền lành, dễ thương. Dạ. Hai nhìn em thấy cũng chăm chỉ hiền lành. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Không biết em thấy như thế nào? Em nhìn thấy anh đầu tiên thì em thấy cảm thấy anh là một người dễ thân thiện, ấm áp, hiền lành ạ. Dạ. Hài hước nữa đó. Dạ. Lúc nào cũng cười chứ. Dạ. Vậy hẹn hò sao đó mình coi tuần hẹn gặp mấy lần. Hẹn hò sao tuần gặp mấy lần. Công việc thì ai cũng có công việc nhiều, mình hứa mà mình không làm được thì cũng không được. Nên em nghĩ mở cái đó thì hai bên giống như mình sẽ trao đổi, mình nhắn tin, nói chuyện vì nhiều hơn sao hơn. Nhưng mà hứa mà không làm được thì cũng không nên hứa. Dạ. Bây giờ mình thử đặt trường hợp đi. Nếu về chung một nhà thì muốn người chồng phải như thế nào với mình? Và ngược lại khi về chung nhà thì một người chồng muốn một người vợ
làm gì phụ mình, làm gì cho mình hạnh phúc đó, mình cứ nói đi. Em muốn người chồng của em là một người có trách nhiệm với gia đình, biết quan tâm đến vợ con, biết chia sẻ. Và với cái hoàn cảnh của em thì luôn thấu hiểu cho nhau. Theo nghĩ là cái sự mà thấu hiểu cho nhau thì sẽ vượt qua tất cả. Còn Tuấn? Thì cái đó là đúng anh. Những cái điều đó bên bạn nói là đúng. Giữa anh với em thì nghĩ là nó có một cái khoảng cách, vì nhiều khi với cái hai cái vùng miền của anh và em nó hơi khó. Cái suy nghĩ hay là cái cách á, nó sẽ anh sợ là nó sẽ khó. Tại sao? Có nghĩa là hiểu và thông cảm với nhau thì từ cái ngôn ngữ. Nó phải cái ngôn ngữ và cái vùng miền mình phải ở gần nhau mình mới hiểu nhau được. Bây giờ này em mời hai anh chị chúng ta tiến lại gần nhau hơn một tí xíu để chúng ta nhìn gần nhau hơn, thì nó biết đâu nó sẽ có cái sự thay đổi về mặt cảm xúc. Rồi nắm tay nhau đi ạ, nếu như mà được. Đó. Rồi mình nhìn gần nhau rồi đó. Rồi bây giờ anh cảm nhận về người con gái này như thế nào? Thì nhìn cô ấy là rất là hiền lành. Rất là hiền lành, rất là dễ thương, dễ mến. Mà nếu mà cái người tính cách như vậy thì rất là khổ tâm. Mình vững mạnh lên xíu nữa. Dạ. Mình có yếu đuối quá. Dạ. Rồi lại là như vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Rồi hai anh chị về vị trí. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. Chuẩn bị chưa ạ? Dạ, rồi một, chị. 2 3 Hết thời gian. Cả hai đều không bấm. Thì mong em cũng đừng có buồn và dạ, cũng đừng thông cảm. Không sao. Nói chung là mình đến đây cũng là mình trải nghiệm. Đến đây gặp được chị Lan và anh Linh là vui nhất rồi. Dạ, cảm ơn anh. Mình có thành hay không là nhờ có duyên nữa. Dạ. Chứ không phải là mình muốn mà làm được. Ok. Thật ra là nói đây cô gái cũng xinh đẹp đó nha. Dạ. Rất là hiền, rất là hiền lành đó, giỏi giang. Ừ. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình sẽ có một gia đình riêng là to luôn, mình không có buồn nữa. À, vậy bà đủ hết chưa? Rồi, thôi. Mở ra. Xin lỗi, mở ra. Bắt đầu đi nào. Nướng vô con thôi là có. Đó. Cũng vừa, cũng hợp tình hợp lý đúng không mọi người? Thuốc hơi cao thôi. Tại vì mang thuốc thôi. Ừ. Không mang thuốc thì xem nhau được rồi. Cô hài được quá. Được không cô? Không hả? Cô thấy được cô học không cô? Được. Hả? Rồi. Hãy làm về ghế ngồi đi. Ta đối diện với nhau tờ chuyện dưới hả? Nam chọn có hoa đẹp quá. Có hoa quá đẹp luôn. Đẹp quá anh. Đó, anh muốn đẹp. Chỉ chỗ cô nghe thôi. Cô lại anh đấy. Cô gì hả? Hoa đẹp đó, hoa gì ta? Hoa này là cúc. Giống như cúc cầu. Cúc hoa của cô như cúc hoa đẹp. Hoa đẹp quá. Rồi chúng ta vô chủ đề chính đi ạ. Hai em chị gặp nhau rồi cảm nhận thế nào trong cái lần đầu gặp thế này? Em có gì vậy? Em không sao. 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 Em thinking you won't leave for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a kid for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this is my favorite things. You could be the part where it all begins. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì mà anh nghĩ cô Việt mạnh lực lắm đó, có thể đang được chỉnh được đó.